Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số rất là đặc biệt, đó là ba số trùng, đó là 333 của kênh công nghệ TD các bạn ạ. Vừa mới ngày nào chúng ta làm số hỏi đáp thứ 1 mà bây giờ đó là 333 rồi. Và ngày hôm nay thì bao gồm mình tên Lương và Hằng sẽ thay nhau trả lời những hỏi đáp của các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì hai anh em mình đều trùng bộ trang phục đều màu đen hết. Vâng, thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Anh Nguyễn nhé. Anh sắp xếp giúp em ba con VGA 1650, 1660, 1060 con nào mạnh nhất và yếu nhất ạ? Trong phân khúc này thì anh sẽ phân tích một chút về kỹ thuật nhé. Trong việc các em sử dụng về hiệu năng, về đồ họa hay chơi game thì nó sẽ có hai yếu tố, đó là CPU và VGA sẽ quyết định rất là nhiều đến tác vụ về đồ họa. Trong trường hợp này thì nó còn phụ thuộc cả i5, cả i7 nữa, con CPU đang sử dụng trên máy là CPU gì. Còn nếu mà chỉ tính hiệu năng của CPU không thì với CPU nó là GTX 1650 thì là yếu nhất trong 3 phiên bản này. 1650 thì nó chỉ có bộ nhớ là 4GB thôi. Sau đó thì đến 1060 với bộ nhớ là 6GB. Nhưng thông thường thì Vega 1060 thì nó sẽ chạy các dòng CPU từ đời 6 đến đời 7 và thậm chí là đời 8 vẫn có thể sử dụng là 1060. Nhưng đến 1660T thì đây là con CPU thế hệ mới nhất, nó là thế hệ series 16 và nó có đến 6GB, bộ nhớ là GDDR6 trong khi hai chiếc máy kia nó chỉ GDDR5 nếu mà các phiên bản cũ nha em nhé. Nếu sức mạnh của GTX 1660T là mạnh nhất trong 3 phiên bản Vega như này em nhé. Câu hỏi số 2 của bạn Đức Lê, chip Intel i7-6820HQ trên con Dell là 5570 có bị quá nhiệt so với con Ryzen 5 4500U, con nào là hiệu suất và tất cả các mặt thì hơn ạ? Nếu mà về hiệu suất thì chắc chắn là i7-6820HQ thì nó sẽ có xung nhịp cao, chắc chắn là hơn con Ryzen 5 4500U. Bởi vì đã là chip U thì nó giống như hiệu năng trên các dòng như là 8265U chẳng hạn, trên các dòng máy của Intel. Trong tình huống này thì 5570 chắc chắn là cái tác vụ sẽ ok hơn so với Ryzen 5 400U em nhé. Bởi vì cái tác vụ ở đây thì chúng ta sẽ có một con CPU khỏe thì nó sẽ hỗ trợ cho em việc render này, tính toán này, cũng như trong các phần mềm như em lập trình hoặc mô phỏng, thậm chí là đồ họa chơi game thì 6820 thì chắc chắn nó hơn em kia em nhé. Câu hỏi số 3 của bạn Tài Cao, em học quản trị kinh doanh, thích edit Photoshop nhẹ với cả chơi game FIFA 4 thì máy Lenovo IdeaPad Gaming 3 liệu có ổn không ạ? Hay là có con nào trong tầm tiền đó mà tốt hơn không ạ? Trong tầm tiền của em thì đã là dòng gaming thì đáp ứng các tác vụ của em hoàn toàn ok, kể cả chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3 này, ok em nhé. Nhưng mà trong tầm tiền của em thì nó sẽ có các phiên bản như là Acer Nitro 5 phiên bản 2020 cũng đang cạnh tranh cực kỳ khủng khiếp trên thị trường. Còn nếu mà Lenovo mà các phiên bản cao thì nó cũng phải nói là phiên bản đẳng cấp là Legion 5. Legion 5 hiện nay thì có giá bán trên 20 triệu, nếu mà cấu hình thì chắc chắn hơn con của em. Còn Asus thì hiện nay thì nó có TUF 505, cũng mấy con cạnh tranh trực tiếp với em bằng TUF FA 506 rất là ok. Em nhá, thì em tham khảo thêm bài đánh giá trên YouTube của anh, em nhá. Câu hỏi số 4 của bạn Phan Văn Minh, anh ơi ổ HDD cũ để lưu trữ dữ liệu thì có cần quá khắt khe về tốc độ đọc và ghi không ạ? Thực ra thì HDD thì với anh bây giờ nó là cái công nghệ nó cũng là lỗi thời rồi em ạ. Cắm vào chiếc máy mà đang quen dùng SSD mà dùng ra HDD phải nói là cực kỳ khó chịu. Còn nếu mà em chỉ để lưu trữ không thì nó cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Bởi vì cái tốc độ thông thường thì nếu mà em copy hoặc lưu trữ thì nếu mà em chỉ bật máy em xem thì nó hoạt. Nếu mà máy mà kiểu ổ mà không vấn đề gì, không phải bắt acceptor thì nó chạy hoàn toàn ok em nhé. Còn nếu mà có điều kiện kinh tế, cái SSD bao giờ mà dùng, SSD bao giờ thì nó cũng rẻ. Nhưng mà cái SSD nó cũng có cái nhược điểm, nó cũng rất là dở. Đó là không may mà bị hự ổ cứng ấy, thì coi như hự dữ liệu luôn, không có cách gì để cứu được. Nên chúng ta có dùng SSD thì mọi người cũng phải chú ý là tất cả những cái tệp tin quan trọng thì lên đẩy trên online, server lưu trên online, điện toán đám mây cho an toàn mọi người nhé. Câu hỏi số 5 của bạn Chiến Nguyễn Đức, em là sinh viên muốn mua máy cũ ở cửa hàng của anh ạ, trong tầm giá 10 triệu, cho em hỏi là có máy nào mà chip i7U, ổ cứng SSD, màn Full HD, IPS thì càng tốt ạ, pin trâu, dễ nâng cấp, phần cứng và máy dùng bền ạ. Nếu như các phân khúc của em thì anh sẽ chọn cho em 3 phiên bản tốt nhất tại thị trường luôn. Đó là chiếc Latitude 7470, nếu mà phiên bản i7 thì nó phải hơn 11 triệu một chút, còn nếu mà em ở phiên bản thấp hơn một chút thì em sẽ chọn phiên bản 7450. Máy đều có thiết kế vỏ bằng hợp kim nhôm Mazue, đạt tiêu chuẩn quân đội STD 80G nên dùng hoàn toàn có thể yên tâm. Đấy là hai phiên bản vừa rồi nhá. HP thì nó sẽ có HP EnditBook 840G3, được trang bị dòng CPU thế hệ thứ 6, con này là mạnh nhất. Nó cũng sẽ trong phân khúc tầm khoảng 10 triệu em sẽ mua được i7 và sẽ có màn hình Full HD. Đấy. Chiếc thứ ba anh muốn giới thiệu cho em là chiếc ThinkPad T460. Chiếc máy được trang bị dòng CPU i5, RAM 8GB SD256, màn Full HD, IPS luôn, có giá là 10 triệu rưỡi. Thì đây là những chiếc máy tốt nhất trong phân khúc của em nhé. Câu hỏi số 6 của bạn Khải Trương, tư vấn em con Acer Aspire 7 với ạ, em học kỹ thuật điện, em cảm ơn anh ạ. Thực ra là dòng Aspire 7 thì hoàn toàn đáp ứng với kỹ thuật điện của em được, cấu hình cũng ok.
Nhưng anh nghĩ là trong cái công việc của em liên quan đến yếu tố kỹ thuật thì chúng ta cần những chiếc máy chuyên nghiệp có độ bền cao một chút. Ví dụ có thể em có thể lựa chọn những dòng máy chạm Mobivotation thì có lẽ là hợp với ngành kỹ thuật của em hơn. Mobivotation là những chiếc máy siêu nổi đồng khối đá mà có thể hoạt động trong mọi môi trường và thậm chí có thể chống chịu trong mọi môi trường va đập. Chất lượng rất là tốt và khả năng nâng cấp ok. Với phân khúc đầu tư từ khoảng 15 triệu đổ lên thì em sẽ đầu tư được phiên bản như là Dell M48, Dell 7510 hoặc là ThinkPad P50 hoặc HP ZBook 15G3. Thì em có thể xem vài mẫu máy vừa rồi, em xem các bài đánh giá nha em nhé. Xem chiếc nào phù hợp, ok em thì em nhắc về. Còn chiếc Acer này anh trả lời luôn cho em là nó hoàn toàn đáp ứng được. Nhưng dòng này thì nó chỉ là dòng phổ thông thôi, chất lượng thì nó cũng chỉ đánh giá ở mức còn là tầm trung thôi em nhé. Câu hỏi số 7 của bạn Phúc Đào Minh. Em chào anh ạ, em cần tìm một chiếc máy chơi game làm việc văn phòng, pin dùng được lâu ạ, tầm khoảng trên dưới 20 triệu, em cảm ơn anh ạ. Chơi game làm việc văn phòng mà pin trâu. Em ơi, nếu mà các phiên bản mà máy tính gaming trong tầm 20 triệu thì tối hôm qua thì anh có post là 4 thương hiệu là những chiếc máy tốt nhất trong phân khúc 20 triệu. Đó là những các phiên bản chạy gaming, trang bị CPU đời 10 mới nhất được sản xuất 2020. Trang bị Vega là GTX 1650 và GTX 1650T có trong phân khúc giá, ví dụ như Acer Nitro 5 này, Dell G3 3005 này, Asus FA506 này, MSI GF75 này. Thì em có thể chọn vài mẫu máy trong cái công việc như vừa rồi và xem review cũng như đánh giá chất lượng sản phẩm có ok hay không em nhá. Còn thực ra cái dòng gaming ấy thì cũng nói luôn với em là pin nó cũng chỉ dùng được khoảng 3-4 giờ rồi lại không trâu. Còn nếu mà em muốn hy sinh cái tính năng về chơi game mà làm đồ họa mà chỉ chơi game nhẹ ấy, thì em hoàn toàn có thể lựa chọn cái dòng máy văn phòng pin có thể dùng được 6-8 tiếng và thậm chí có thể được 10 tiếng. Ví dụ bây giờ đang rất là hot đó là những chiếc là ThinkPad T490, T495S chẳng hạn. Đây là những chiếc máy doanh nhân mỏng nhẹ cơ động nhưng hiệu năng của nó thì lại không được cao bởi vì không được trang bị Vega rời. Còn nếu mà Dell thì nó có các phiên bản như Dell 7490 đấy, cũng rất là ok, rất ngon lành. Thì em sẽ tham khảo, thứ nhất là em sẽ xem nhu cầu của mình dùng cái gì là nhiều đấy để em lựa chọn em nhá. Câu hỏi số 8 của bạn Hà Star. Anh ơi, em có con M4008 hàng Vifobit mới tinh, chip i7-4810MQ, card K2001, màn IPS thì bên mình liệu có nhập lại không ạ? Và nhập lại được bao nhiêu ạ? Em muốn lên máy ở đây là 5510 ạ. Ừ, mời em qua cửa hàng nhá. Đối với phiên bản của em, nếu mà chào đúng cấu hình và chất lượng còn tốt thì anh nhập cho em giá là 12 triệu. Em sẽ cộng với phiên bản Operation 5510 rồi đổi lên em nhá. Mời em qua cửa hàng. Câu hỏi số 9 của bạn có tên là I Love You. Anh tư vấn giúp em máy Dell Precision 5510 với cả Lenovo Legion i7000 ạ. Em ơi, hai phiên bản này thì nó sẽ hơi khác với nhu cầu người dùng một chút nhá. Với phiên bản i7000, đây là chiếc máy gaming được trang bị cấu hình rất là tốt nhưng mà trọng lượng máy thì nó hơi cồng kềnh và không được sang cho lắm nếu mà so với Precision 5510, nhưng được trang bị cấu hình mới hơn và Vega khỏe hơn, hỗ trợ đồ họa tốt hơn. Trong khi đó thì Precision 5510 đây là chiếc máy doanh nhân đồ họa và kỹ thuật. Máy nó chỉ có trọng lượng đó là 2kg và tỷ lệ bao phủ màu của nó phải là đỉnh cao luôn, 100% sRGB luôn. Nên chiếc máy này thì lại rất phù hợp cho các bạn thường xuyên di chuyển đi lại và vẫn muốn một chiếc máy có cấu hình cao. Nếu mà tính ở phân khúc thì chắc chắn 5510 nó là phân khúc cao cấp và nhìn nó sẽ sang trọng đẳng cấp hơn so với i7000. Nhưng mà i7000 thì chúng ta sẽ có một cấu hình tốt hơn thì em có thể lựa chọn theo nhu cầu của em nhá. Câu hỏi số 10 của bạn Đạt Nguyễn Tiến. Cho em hỏi là ThinkPad T480 thì độ sáng tự động tăng giảm là do đâu và cách khắc phục ạ? Độ sáng tự động tăng giảm mà em không bấm được hoặc không dùng được thì nó chỉ là driver thôi. Em cài chuẩn driver thì em sẽ bấm sáng tối bình thường. Còn nếu mà trong trường hợp chuẩn driver mà không được sáng tối bình thường thì anh sợ là màn hình của em đã bị thay. Nó không phải là màn chuẩn của ThinkPad nên sẽ không sáng tối được em nhé. Câu hỏi số 11 của bạn Công Phan. Cho em hỏi là laptop dưới 21 triệu, pin trên 5 tiếng, xài được vài tác vụ như là PowerPoint hay là edit video, chơi game PUBG trên giả lập HDR không bị lag thì nên chọn máy nào ạ? Nếu như muốn chơi tự game giả lập và edit video ok ngon lành thì chúng ta sẽ chỉ chọn được các dòng máy gaming. Trong cái phân khúc giá tầm tiền của em thì cũng rất là ok. Nhưng mà để đạt được pin 5 tiếng thì anh cũng nói luôn là không có, bởi vì gaming thì thông thường thì nó lại trang bị về cấu hình mạnh cũng như tối ưu về hệ thống. Thì pin thông thường của những dòng máy gaming thì nó chỉ đạt được khoảng 3-4 giờ cho độ sáng thấp cũng như hiệu năng mình sử dụng không hết. Nhưng bù lại là chúng ta sẽ có máy hiệu năng rất là ok, chơi game rồi edit video mọi thứ rất là hoàn hảo. Ví dụ trong tầm tiền của em thì nó sẽ có Acer Nitro 5 này, MSI GF75 này, hoặc là Dell G3 3005 đấy, FA506 của Asus. Thì em có thể tham khảo vài mẫu máy vừa rồi. Còn nếu như chấp nhận hy sinh về những cái tác vụ và chơi game mà yếu hơn một chút thì em có thể chọn các dòng máy trang bị chip U. Ví dụ như trong tầm tiền của em giờ, chiếc tốt nhất mà anh nghĩ ok nhất thì có chiếc ThinkPad T490. T490 được trang bị dòng CPU đời 8 và đời 10, hiện có giá bán từ khoảng 18 đến khoảng 24 triệu tùy vào cấu hình. Thì nó là ok nhất và thuần lực pin đảm bảo cho em. Nhưng là máy được trang bị chip U thì nó lại tiết kiệm điện và không Vega rời. Đấy, thì em có thể cân đối. Còn nếu mà Dell thì nó có phiên bản là Dell
Impedance 7490, chiếc máy có thiết kế phải nói là đẹp nhất. Trọng lượng nó chỉ hơn kg thôi, màu trắng, hợp kim nhôm và trang bị dòng servo đời 10, rất là khỏe. Nhưng mà nó lại cũng không trang bị Vega giờ, chiếc U tiết kiệm điện. Chính vì thế cái hiệu năng về đồ họa này có thể thấp hơn, nhưng thời lượng pin này chắc chắn đảm bảo cho em trên 5 giờ. Thì em có thể chọn theo nhu cầu, cũng như em xem các bài review trên YouTube em lựa chọn em nhé. Câu hỏi số 12 của bạn Trung Phùng. Em có tầm 5 triệu, anh có thể tư vấn giúp em một chiếc laptop nào mỏng, nhẹ, mạnh một chút, màn hình to. Em thấy con Fujitsu hoặc là dòng NEC thì cũng ok, anh tư vấn giúp em có được không ạ? Tầm 5 triệu thì hiện nay thì anh chỉ có Toshiba là đang có nhiều luôn. Toshiba này mà mỏng nhẹ thì anh có R734. Chiếc máy nó có trọng lượng hơn 1kg, giá bán 5,5 triệu, được trang bị RAM 4GB và SSD 128. Máy của Nhật thì cũng rất là bền đấy. Còn Fujitsu thì hiện nay thì anh lại không có, mà Lex cũng không có mà. Thì em có thể tham khảo phiên bản vừa rồi anh giới thiệu cho em. Còn nếu mà em thích mỏng nhẹ nữa thì em có thể chọn phiên bản của Dell, như chiếc là Dell Latitude 7240, nó cũng có giá bán hơn 5 triệu. Hoặc là chiếc ThinkPad X250 cũng có giá bán khoảng hơn 6 triệu để em tham khảo em nhé. Câu hỏi số 13 của bạn Bình Nguyễn. Con X390 hay là con T480S, em nên chọn con nào ạ? Và anh có trả góp không ạ? Hai dòng này thì trang bị đều trong X390 anh nói trước nhá. X390 thì chiếc máy có màn hình 13.3 inch, được trang bị từ servo đời 8 và đời 10. Hiện nay cửa hàng anh đang có và có giá sale và nó là cực kỳ tuyệt vời. Với phiên bản i5 thế hệ 10 anh đang bán là 19.900. Quá là ok luôn. Đấy, cấu hình này là mới nhất. Trong khi đó thì với phiên bản T480S thì sử dụng dòng servo thế hệ thấp hơn. Đấy, thì em cân đối lựa chọn. Nhưng nếu mà hai dòng này thì T nó sẽ được trang bị cấu hình cao cấp hơn một chút so với dòng X. Mà T480S thì nó là màn hình 14 inch, trong khi kia là 13.3 inch. Nhưng mà thiết kế hiện đại và mới thì X390 nó lại mới hơn bởi có sẽ có viền màn hình mỏng. Trong khi đó thì T480S thì viền màn hình vẫn hơi dày em nhá. Có thể cân đối lựa chọn và bên anh có dịch vụ trả góp em nhá. Câu hỏi số 14 của bạn Nguyễn Nguyễn. Anh giới thiệu giúp em một chiếc laptop bền, chip mạnh mạnh, làm việc tốt và màn hình Full HD IPS, xem phim tầm dưới 10 triệu đổ lại. Trong tầm tiền của em thì vẫn có một đối thủ mà ngày nào anh cũng nhắc, đó là chiếc Dell Latitude 6540. Chiếc máy được trang bị dòng CPU đời thế hệ thứ 4, RAM 8GB SSD 128 và sẽ có ổ 500 kèm theo. Màn hình Full HD IPS và kèm theo phiên bản i7 có Vega rồi. Đấy, con màn hình 15.6 inch sẽ hỗ trợ rất là tốt, nhưng mà có IPS thì em phải bỏ giá 11 triệu em mới mua được em nhé. Còn nếu mà không có IPS thì chỉ có 10 triệu rưỡi thôi. Thì em cân đối tài chính bằng con này là con bền, thứ nhất là bền, thứ hai nữa là khỏe. Và thứ ba nữa là rất là trâu, vỏ máy hợp kim nhôm và đạt tiêu chuẩn của Ấn Độ STD80G. Em có thể xem review trên YouTube để tìm hiểu về dòng sản phẩm Dell Latitude 6540 em nhé. Câu hỏi số 15 của bạn Thạch Lâm. Anh review em con Dell XPS 13 7390 2-in-1 đi anh ạ. Dòng XPS 13 7390 thì đây là một trong những chiếc máy có thiết kế doanh nhân mỏng nhẹ và rất là sang. Đấy, đặc biệt thời lượng pin của máy có thể duy trì 10 tiếng. Chiếc máy này thì nó phục vụ chủ yếu những người dùng văn phòng thôi, các tác vụ về đồ họa cơ bản. Lưu ý dòng này rất là đắt, màn hình cảm ứng thì dùng cẩn thận bởi vì chỉ còn rơi vỡ cái màn có là đi luôn mấy củ luôn em nhá. Còn con này thì sử dụng văn phòng với cả lập trình cũng như các dụng về đồ họa tầm trung thì hoàn toàn ok ngon lành. Thời lượng pin đỉnh của nó đấy em ạ. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hồi đáp ngày hôm nay, và cứ 2 ngày thì trang của mình vẫn có số hồi đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook hay các câu hỏi phần mềm, phần cứng, đánh giá máy, nâng cấp máy, cứ đặt các câu hỏi ở bên dưới, chúng tôi sẽ tổng hợp, biên tập và quay những video trả lời như này. Hoặc có thể trả lời qua tin nhắn, gọi điện trực tiếp cho mình cũng được. Số điện thoại mình là 077 357 4 số 9 ở cuối các bạn nhé. Các bạn ủng hộ kênh của mình bằng cách là đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ thông tin trên trang công nghệ của TND. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.